hết ga luôn. Thôi đi về luôn, tranh thủ trời mưa, trời sắp mưa rồi anh em ạ. Thôi đường sửa rồi, đi ngon rồi. Đổ hết cỡ luôn nha, hôm nay đi cao tốc rồi. Đầu lên thôi. Cho thằng cu đi phụ kéo cắt tời ấy. Tục rồi. À, đi chưa đầy 50 mét mà lại tiếp tục rồi. Này không biết khi nào đến nhà đấy.
bật rồi nhá. Đầy 30 mét, thích bị tua rồi. Này tháo được gì đấy, tời lên trên kia rồi lắp lại cho nó. Buộc cáp tiếp ở trên kia nhé. Bật luôn gốc rồi. Mệt hết gốc rồi. Thì bây giờ gốc cây tời cũng không nổi rồi, không lên nổi rồi. Bây giờ phải lên máy múc đẩy đít nha. Từ trong kia ra đến đây thì chắc chưa đến một cây số đâu, nhưng mà tời 4-5 lần rồi. Bây giờ phải dùng máy múc rồi. Máy múc cũng sắp lầy luôn này. Máy múc mà không có cái gầu thì chắc lầy luôn chứ. Đây này. Lầy luôn. Lên kéo tời nhá, đẩy đít không ổn rồi. Cho máy múc lên trước để mà kéo cáp tời lên thôi. Rồi, lùi sau để tránh đường cho máy múc lên thôi nha.
sao nó đứt được ra ấy? Phải lắp cái xích vào mới lên được nhé. Kể cả có tời đi chăng nữa thì cũng phải có cái này, nó đỡ hơn rất là nhiều luôn. Rồi. Rồi, móc cáp vào cái hồ máy múc để kéo tời lên. Rồi, từ từ đã. Rồi. Rồi, bắt đầu di chuyển nào.